Tiếp nối của phần 1 về 3 chiêu thức tốt nhất của mỗi hệ mà chúng ta đã cùng bàn nhau trước đó, video này sẽ nói về 9 hệ cuối cùng. Nói sơ sơ qua về tiêu chí cho các bạn nào chưa xem phần 1, thì mỗi hệ chúng ta sẽ chia ra làm 3 mảng: chiêu hỗ trợ, chiêu vật lý và chiêu đặc biệt. Để tìm ra chiêu thức tốt nhất của mỗi mảng trong cái hệ đó, chúng ta sẽ ưu tiên tìm những chiêu thức có nhiều loại học được. Đến khi nào không tìm thấy chiêu nào tốt hơn thì chúng ta sẽ nói đến chiêu độc quyền. Vì một số hệ có chiêu thức ở một mảng nào đó rất nghèo nàn, mà đến khi có Pokemon cùng chiêu độc quyền của nó xuất hiện thì đa phần ai cũng sẽ chọn sử dụng Pokemon đó chỉ vì cái chiêu thức đó thôi. Ví dụ điển hình là chiêu Thunderclap của Raging Bolt chẳng hạn. Và đây sẽ là tín hiệu vũ trụ cho hơn 70% các bạn nào đã xem kênh mà vẫn phân vân sẽ nhấn nút đăng ký để theo dõi những chuỗi series mới nhất và đa dạng mà tôi sẽ đăng tải hàng tuần ở trên kênh. Bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Mở màn cho phần 2 hôm nay, đó sẽ là hệ ma. Một hệ không những khan hiếm về số lượng Pokemon mà còn cả về số lượng chiêu thức cũng khan hiếm nốt. Về mảng chiêu hiệu ứng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay các chiêu hiệu ứng tốt như là Curse, Destiny Bond. Cơ mà để nói thì Destiny Bond vẫn có vẻ khả quan nhất. Sau khi sử dụng được Destiny Bond, nếu Pokemon bị đánh ngất bởi một Pokemon khác thì Pokemon ra đòn sẽ cùng chung số phận đi bán muối luôn. Việt hóa thì cái tên mỹ miều hơn đó chính là gắn kết số phận. Với tôi thì chiêu này cùng chiêu Curse nó cũng ngang ngang nhau. Nhưng chiêu Curse xài cho hệ khác thì còn tốt, chứ xài cho hệ ma thì mấy con ma chết thêm lần thứ hai nữa, nên là thôi vậy. Về mảng công vật lý thì lại là một thử thách, vì chiêu vật lý của hệ ma nó rất hiếm và nó cũng cực kỳ phiền phức. Phantom Force sát thương 90 thì sẽ mất một lượt núp bóng rồi mới đánh ở lượt sau. Được cái là cái chiêu này đánh xuyên Protect, nhưng đối phương sẽ hoàn toàn nắm được nước đi tiếp theo của Pokemon sử dụng mà có phương án ứng biến. Chiêu Shadow Force của Giratina cũng y chang vậy. Còn mấy chiêu mạnh như là Ray Fist, Spectral Thief, Shadow Ball thì cũng toàn là chiêu độc quyền, nên tôi sẽ chọn chiêu Last Respect là chiêu vật lý tốt nhất của hệ ma. Last Respect có sát thương gốc là 50, nhưng với mỗi đồng đội trong team ngã xuống thì chiêu này sẽ được cộng thêm 50 điểm. Trong đấu đôi thì nhiều nhất sát thương chiêu này có sẽ là 200 khi chỉ còn một mình Pokemon sử dụng ở trên sân. Còn lý tưởng nhất thì Pokemon sử dụng ở cùng một đồng đội nữa, sát thương sẽ là 150. So với các chiêu hệ ma và các chiêu tấn công thông thường khác thì cái sức mạnh này cũng quá là khủng bố rồi. Về mảng sát thương đặc biệt thì có lẽ muôn đời Shadow Ball vẫn là chiêu tấn công đặc biệt được người người nhà nhà ưu tiên sử dụng. Sát thương tuy ở mức 80 mà thôi, nhưng nó là chiêu đại trà có sát thương cao nhất của hệ ma, tỷ lệ đánh trúng 100% và 20% khả năng làm giảm một bậc thủ đặc biệt của đối phương, mà cũng một phần chiêu đặc biệt của hệ ma quá Sida nữa nên là không ai dám xài các chiêu khác. Qua đến hệ tiếp theo, đó chính là hệ độc. Hệ này thì không biết nói sao nữa, chiêu thì cũng nhiều nhưng mà chiêu tốt thì nó hiếm hơn vàng. Về mảng hiệu ứng thì tôi thấy rất ít chiêu nào thực sự hữu dụng, duy nhất chỉ có một chiêu là Toxic là được sử dụng nhiều thôi. Chiêu này có độ chính xác là 100% và sẽ gây trạng thái kịch độc cho đối phương. Khi mà đã trúng kịch độc thì máu của Pokemon đó sẽ bị mất đi theo cấp số nhân sau mỗi lượt. Hiệu ứng kịch độc khác với trúng độc bình thường, nó bòn rút máu của Pokemon rất khủng khiếp, nhất là đối với những tụi tăng cơ, nên có lẽ chiêu Toxic là chiêu trạng thái được dùng nhiều nhất. Còn đối với chiêu vật lý tốt nhất của hệ độc thì lại là một bài toán khó. Qua hơn 30 năm ra mắt mà hệ này vẫn chỉ có chiêu Gunshot là chiêu đại trà sát thương 120 mà chỉ có 80% tỷ lệ trúng, một tỷ lệ không ai muốn xài. Nên thường cái chiêu vật lý mà mọi người ưu tiên xài là Poison Trap, sát thương 80 và có 30% gây trúng độc cho đối phương. Tuy thua Gunshot 40 điểm nhưng an toàn và khả năng gây hiệu ứng cao, nên là chiêu này chắc là chiêu tốt nhất của nó rồi. Qua đến mảng công đặc biệt của hệ độc thì nhiều hơn mảng vật lý một chút. Ý tôi nói là về số lượng, còn chất lượng thì cũng Sida y chang. Chiêu sát thương đại trà cao nhất là Belch, tức là ở đó, sát thương là 120. Không biết ở cái gì mà đáng sợ dữ vậy không biết. Nhưng cái chiêu này có điều kiện là Pokemon phải ăn berry trong trận đấu rồi mới xài được. Điều kiện sử dụng đã khó vậy rồi mà tỷ lệ trúng chỉ có 90 mà thôi. Thật sự thì không hiểu, bộ thế hệ độc chưa đủ khổ hay sao mà có một chiêu sát thương tốt thôi mà cũng kiếm chuyện nữa. Với cái điều kiện như vậy thì chả ai dám xài chiêu này hết. Người ta sẽ chọn chiêu tốt nhất, đó chính là chiêu Slug Bomb hoặc là Slug Wave. Với sát thương cả hai chiêu lần lượt là 90 và 95, độ chính xác là 100%. Nhưng để chọn thì Slug Bomb xứng đáng là chiêu tốt nhất của cái hệ này. Vì dù thua Slug Wave 5 điểm, nhưng tỷ lệ gây độc của Slug Bomb là 30%, cao hơn hẳn 10% của chiêu Slug Wave. Và sự nghèo nàn của hệ độc đã kết thúc, chúng ta sẽ đi qua hệ tiếp theo. Hệ siêu linh là một hệ giàu tình thương và lòng nhân ái nhất, khi mà có 70% số lượng chiêu hệ siêu linh đều là chiêu hỗ trợ, mà chiêu nào cũng đắt giá chứ không phải là hạng xoàng như hai hệ ở trên. Một thử thách nhất trong khi làm hai phần của video này đó chính là chọn ra chiêu hiệu ứng tốt nhất cho hệ siêu linh và hệ thường. Siêu linh thì có rất nhiều chiêu hỗ trợ nổi tiếng như Reflect, Light Screen, Skill Up, Trick
Carmine, Alasquidge, Gravity và Trick Room. Nhưng để chọn giữa một dàn này thì Trick Room xứng đáng có được vương miện cho riêng mình. Trick Room không chỉ là một chiêu hỗ trợ mà nó còn được nâng cấp thành một loại chiến thuật. Có một lối chơi setup riêng dành cho những chiêu Trick Room này và những Pokemon tận dụng căn phòng xảo thuật tốt nhất. Chỉ cần thiết lập được một lần, những Pokemon có tốc độ chậm nhưng trâu bò và đánh đau sẽ trở nên nhanh nhẹn đến bất ngờ. Con nào càng chậm trong Trick Room thì nó sẽ càng nhanh và ngược lại. Và câu hỏi nổi tiếng được truyền tai nhau đó chính là: bạn có chắc là mình sẽ sống sót sau 5 lượt Trick Room hay không? Về mảng công vật lý thì hệ này có hơi nghèo. Mà cũng đúng, dù sao thì siêu linh cũng chỉ thiên về tấn công đặc biệt mà thôi. Đa phần các chiêu vật lý mạnh của hệ siêu linh đều là các chiêu độc quyền, nên tôi sẽ chọn Zen Headbutt. Chiêu này sát thương tuy chỉ có 80 nhưng sẽ có 20% khả năng khiến đối thủ bị flinch nếu Pokemon sử dụng đánh trước. Còn lại thì tôi không thấy chiêu vật lý nào tốt hơn nữa. Về mảng công đặc biệt thì hệ siêu linh có khá những cái tên như là Psychic, Expanding Force, Future Sight. Nhưng mà hiện tại ở trên chính thì Expanding Force xứng đáng là chiêu tấn công mạnh mẽ nhất của hệ này. Phần lớn các Pokemon hệ siêu linh đều học được chiêu này. Nếu trong điều kiện bình thường thì Expanding Force chỉ có sát thương 80 và đánh một mục tiêu duy nhất. Nhưng nếu ở trong môi trường tâm linh, chiêu này sẽ tăng sát thương lên 50%, tức là 120, và được cộng thêm 30% sát thương từ môi trường tâm linh nữa sẽ thành 156. Nhưng tôi chưa kể stat cộng dồn 50% của hệ siêu linh khi chiêu này được sử dụng bởi những Pokemon hệ siêu linh nữa. Nên hầu hết các Pokemon khác sẽ rất chật vật để sống sót được sau đòn đánh này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ qua đến hệ bóng tối. Hệ mạnh nhất hiện tại theo ý kiến cá nhân của tôi. Tôi cũng có làm một video phân tích kỹ trước đó, các bạn có thể xem qua thử bên góc bên phải màn hình bên này. Về mảng hỗ trợ thì hệ bóng tối không kém cạnh hệ siêu linh là bao. Rất nhiều chiêu đáng giá giống như là Nasty Plot, Parting Shot, Taunt, Wash và Torment. Nhưng mà để chọn thì tôi sẽ ưu tiên chọn chiêu Parting Shot. Chiêu này làm giảm một bậc hai chỉ số công đặc biệt và công vật lý của đối phương, xong rút về bóng. Một chiêu giảm sức mạnh tấn công toàn diện, xong còn có thể đảo đồng đội ngay trong lượt đó mà không sợ bị mất lượt. Cũng như là khiến cho Pokemon không bị dính bẫy từ Shadow Tag hay là các loại bẫy khác. Và lại còn được học bởi một Pokemon đáng nguyền rủa hơn bao giờ hết, thì làm sao mà tôi bỏ qua chiêu này được. Về chiêu vật lý tốt nhất của hệ này, ở đây có hai lựa chọn mà tôi muốn nêu trên, đó chính là Sucker Punch và Knock Off. Để mà chọn thì rất khó, vì cả hai cái chiêu này đều vô cùng giá trị trong các giải đấu. Một chiêu thì dạng ưu tiên, đánh hất tay trên của đối thủ, còn Knock Off vừa sát thương gấp đôi, vừa vô hiệu hóa trang bị của đối phương. Để mà lựa chọn thì cũng hơi khó, nhưng tôi sẽ chọn chiêu Knock Off làm chiêu vật lý tốt nhất của hệ này. Vì việc khiến đối thủ mất đi hoàn toàn trang bị, lại còn có sát thương 130 trong lượt đánh làm mất trang bị đó, chắc chắn sẽ là một tổn thất rất lớn bên phía đối thủ, khiến cho chiến thuật của họ bị lủng một lỗ khá lớn, nên tôi sẽ ưu tiên chọn chiêu Knock Off này. Về mảng chiêu đặc biệt tốt nhất, tôi đã suy nghĩ, nếu tính chiêu độc quyền thì Fairy Wrath của Galarian Moltres sẽ là một cái tên sáng giá, vừa gây sát thương 90 cho tất cả mục tiêu trên sân, vừa có 20% tỷ lệ làm đối thủ bị flinch. Nhưng vì chiêu tốt nhất là chiêu mà nhiều Pokemon có thể học được, nên hệ bóng tối vẫn có chiêu Dark Pulse là chiêu tốt nhất ở mảng này. Sát thương 80 và cũng có 20% khả năng làm đối thủ bị flinch nếu đánh trước. Thành ra thì chiêu này vẫn là một lựa chọn khá tốt. Tiếp đến ta sẽ qua đến hệ giác đấu. Nghe cái tên thôi là biết chiêu này chuyên về mảng tấn công, dùng sức phân thắng bại là chính, chứ sử dụng thủ thuật thì nó hơi cùi. Thành thử ra khác với chiêu hệ siêu linh, dùng đầu là chủ yếu, hệ giác đấu rất ít chiêu hiệu ứng có giá trị cao. Nếu có thì các chiêu độc quyền như là Victory Dance của Lilligan hay là No Retreat của Phalanx. Nên chúng ta sẽ đi dạo một vòng trước khi kết luận. May mắn làm sao thì hệ này có hai chiêu hiệu ứng đại trà khá tốt là Bulk Up và Coaching. Cả hai chiêu đều là chiêu setup, tăng một bậc công vật lý và thủ vật lý. Khác nhau ở chỗ Bulk Up tăng cho bản thân, còn Coaching tăng cho đồng minh. Nên để nói thì chọn cái nào cũng được. Cơ mà theo ý kiến cá nhân của tôi thì nên chọn chiêu Coaching. Chiêu này sẽ hỗ trợ đồng minh, tăng chỉ số, giúp cho Pokemon chuyên tấn công trong đội hình tối ưu khả năng tấn công của mình, thay vì phải mất một slot chiêu thức để tự tăng sát thương bằng Bulk Up, giúp cho Pokemon vai trò nào thì làm tốt vai trò đó. Pokemon chuyên hỗ trợ thì tận dụng được khả năng của mình, còn Pokemon chuyên tấn công sẽ có thêm một chỗ để học một chiêu tấn công khác. Về chiêu vật lý của hệ giác đấu thì coi như bao la rộng lớn, cơ mà để chọn thì cũng không dễ. Chiêu mà vừa gây sát thương lớn, ít rủi ro đi kèm, hay điều kiện phức tạp của hệ này cũng rất khó kiếm. Vì chiêu rủi ro càng cao thì sát thương càng mạnh. Tuy nhiên thì hai chiêu mà tôi muốn mọi người cân nhắc đó chính là Close Combat và Sacred Sword. Về sát thương và độ phổ biến thì Cận Thân Quyền, Close Combat có thể coi là chiêu sát thương quốc dân. Dù cho bị giảm một bậc thủ vật lý và thủ đặc biệt sau khi sử dụng thì người ta vẫn rất chuộng chiêu này so với các chiêu thức khác, vì rủi ro nó mang lại ít hơn nhiều các chiêu như là 200 Kick hay là Hammer Arm. Sacred Sword tuy ít Pokemon học được hơn, nhưng bù lại chiêu này có sát thương 90 và
và sẽ tấn công bỏ qua mọi sự tăng giảm chỉ số phòng thủ. Dù cho Pokemon có tăng phòng thủ lên bao nhiêu lần, thì chiêu này vẫn sẽ xử lý tụi tăng cơ gọn đẹp. Rất khó chọn, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chọn Close Combat về độ phổ biến cũng như là sát thương khổng lồ mà nó đem lại. Còn ở mảng đặc biệt thì các bạn chắc cũng đoán được, tụi này toàn dùng nắm đấm nên là không giỏi trong việc dùng khí công. Thành ra chiêu đặc biệt của hệ này chỉ có tổng cộng 4 chiêu đại trà đáng sử dụng. Chắc nổi bật nhất là Aura Spear thôi. Sát thương 80, không bao giờ đánh trượt và hết. Có mà gì cũng hợp lý rồi, tuy ít chiêu nhưng ít ra nó cũng đáng giá, đỡ hơn hai hệ ma và độc trước rất nhiều rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi đến vùng đất huyền thoại của hệ tiên. Hệ tiên thì là một hệ khá mạnh ở thời điểm hiện tại, khi nó là khắc tinh của ba hệ tấn công cực tốt là rồng, giác đấu và bóng tối. Vấn đề nhỏ của hệ tiên ở đây là vẫn chưa có chiêu thức hiệu ứng đại trà nào thật sự tốt. Có chăng thì Charm, một chiêu giảm hai bậc tấn công vật lý của đối thủ, là chiêu được xài nhiều nhất. Hay chiêu hồi máu Moonlight cũng là một lựa chọn tương đối khá, nhưng Moonlight lại bị giới hạn về thời tiết. Trời nắng hoặc là không có thời tiết thì nó hồi máu cũng ổn, nhưng mà trong khi trời mưa, bão tuyết hay là bão cát thì nó hồi còn thua cả việc truyền nước biển. Để chọn thì thực sự khó có chiêu đại trà nào của hệ này làm hiệu ứng tốt, nên ta sẽ đành tuyên dương một chiêu độc quyền của vị thần sự sống Sonias, đó là Geomancy. Vậy chiêu này mạnh cỡ nào mà tôi phải chọn? Geomancy sẽ có một lượt hấp thụ năng lượng và lượt sau nó sẽ tăng gấp đôi ba mảng chỉ số công đặc biệt, thủ đặc biệt và tốc độ của mình. Để khắc phục vụ mất một lượt sạc năng lượng thì ta có thể cho nó cầm Power Hub, thì lượt sau nó sẽ không còn là thần sự sống nữa mà là thần hủy diệt. Khó có một Pokemon nào đứng trước Xerneas mà còn sống, nên có thể nói đây là chiêu setup mạnh nhất game hiện tại. Qua đến chiêu vật lý tốt nhất của hệ tiên thì hiện tại chắc không mang qua được Play Rough. Vì biết sao không? Hệ này chỉ có hai chiêu vật lý thôi, là Spirit Shackle và hai là Play Rough. Và với sức mạnh 90 cùng với 10% làm giảm một bậc công vật lý của đối phương thì đương nhiên phần lớn đều sẽ chọn chiêu này rồi. Còn về mảng đặc biệt, không nói nhiều, đó chính là Moonblast. Với sức sát thương là 95 cùng với 100% độ chính xác, không có rủi ro nào, lại có tận 30% làm giảm một bậc công đặc biệt của đối thủ xuống, thì tôi không nghĩ có chiêu tấn công nào của hệ tiên tốt hơn chiêu Moonblast này cả. Qua đến hệ rồng, nếu hệ tiên là hệ có tuổi đời chỉ khoảng 10 năm khi ra mắt vào thế hệ 6, thì hệ rồng lại có tuổi nghề hơn 30 năm. Và các chiêu hệ rồng phần lớn là thiên về tấn công, mảng hiệu ứng thì nó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy nhiên thì may mắn chúng ta có Dragon Dance là chiêu setup sức mạnh đáng sử dụng nhất của hệ này. Một lần múa thôi thì Pokemon sẽ tăng một bậc sức mạnh, cả hai mảng chỉ số là công vật lý và tốc độ, giúp cho tụi hệ rồng cường hóa đúng chỗ, trở thành một cỗ máy hủy diệt ngay lập tức. Còn về mảng công vật lý thì hệ này nhiều thì cũng có nhiều, nhưng đủ tốt trong chiến đấu thì ta chỉ có thể kể đến Dragon Claw hoặc là Outrage. Outrage sát thương 120, nhưng đổi lại Pokemon sẽ liên tục dùng chiêu này trong 2-3 lượt tiếp theo, và kèm theo đó là bị choáng váng, nên chiêu này rủi ro khá lớn. Thành ra Dragon Claw, vuốt rồng với sát thương 80, tỷ lệ đánh trúng 100%, không kèm theo hiệu ứng phụ, có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời nhất cho việc tấn công. Về mảng đặc biệt tốt nhất của hệ rồng, ta có thể nêu ra hai cái tên, đó chính là Dragon Pulse, sát thương 80, không hiệu ứng, và Drago Meteor, sát thương 130, nhưng Pokemon sử dụng sẽ bị giảm hai bậc công đặc biệt. Hai chiêu này là lựa chọn tấn công phổ biến nhất cho hệ rồng theo hướng dùng phép. Cơ mà để chọn thì thật sự khó khăn. Cả hai chiêu đều có vai trò khác nhau. Một bên Dragon Pulse là sát thương an toàn, đánh liên tiếp. Còn một bên là Dragon Meteor lại là lựa chọn dùng để dồn toàn lực dứt điểm đối phương. Còn dứt không được nó thì nó dứt mình luôn. Thế thôi. Cho nên để lựa chọn thì một người theo hướng an toàn như tôi sẽ chọn chiêu Dragon Pulse là chiêu tốt nhất nên dùng. Còn đối với các bạn thích mạo hiểm thì Dragon Meteor chắc chắn là dành cho bạn. Xong, chúng ta sẽ qua đến hệ thép, hệ phòng thủ tốt nhất game hiện tại. Về mảng hiệu ứng thì hệ thép có vài chiêu đáng chú ý như là Iron Defense, Shift Gear và Metal Sound. Nhưng mà để chọn thì tôi sẽ chọn Shift Gear là chiêu tốt nhất. Với khả năng tăng một bậc công vật lý và hai bậc tốc độ cho Pokemon, một cú nhảy vọt chỉ số thần kỳ khiến cho Pokemon cường hóa tốc độ và khả năng công phá. Tuy chỉ có 4 loại Pokemon học được chiêu này ở thời điểm hiện tại, nhưng tương lai hy vọng sẽ có nhiều hơn để hệ thép có một chiêu setup đủ giá trị, sánh ngang với các chiêu setup của hệ khác. Ở mảng vật lý thì hệ thép có nhiều chiêu mạnh hơn, nhưng phần lớn chúng đều là chiêu độc quyền. Để mà chọn ra thì Iron Head hay là Heavy Slam sẽ là hai cái tên được đặt lên bàn cân. Trong đó thì Heavy Slam sẽ có sát thương phụ thuộc vào tỷ lệ trọng lượng giữa Pokemon sử dụng và Pokemon đối thủ. Nếu sự chênh là trọng lượng giữa người sử dụng và Pokemon đối thủ càng lớn thì sát thương gây ra càng lớn và ngược lại. Thành ra chiêu này phải chọn đúng đối tượng để ra đòn. Phần lớn sẽ đe dọa được tụi pháo thủy tinh, nhanh nhẹn đánh đau nhưng nhỏ con, còn tụi tăng cơ thì nhai cái chiêu này rộp rộp. Thành ra để chọn thì tôi sẽ chọn Iron Head
là chiêu sát thương vật lý tốt nhất của hệ thép. Với 80 điểm sức mạnh cùng với 30% khiến đối thủ bị flinch để đánh trước, tỷ lệ đánh trúng thì là 100%, không có rủi ro nên nhà huấn luyện yên tâm sử dụng. Nói về mảng đặc biệt thì tôi thấy hệ thép, ngoài Flash Cannon là chiêu đại trà đáng sử dụng ra thì không thấy chiêu nào tốt hơn nữa. Steel Beam thì dù có sát thương là 140, nhưng Pokemon sử dụng sẽ mất đi một nửa cái máu, quá rủi ro để mà sử dụng. Cơ mà nếu gặp Pokemon có đặc tính Magikarp thì chiêu này không làm mất máu Pokemon được. Kể ra thì cũng đáng sợ phết, hơn là chưa có Pokemon có đặc tính Magikarp nào học được chiêu này cả. Cho nên quay lại thì dù cho có sát thương 80 thì nhiều người vẫn tin dùng chiêu Flash Cannon này hơn. Và rồi đến hệ cuối cùng, cũng là hệ khó chọn nhất nên tôi sẽ cho để ở cuối cùng. Một hệ đã bắt đầu tất cả, đó chính là hệ thường. Hệ thường thì mảng nào của nó cũng nhức đầu cả, vì số lượng chiêu thức của hệ này quá nhiều, thành ra thì chiêu nào cũng có giá trị. Ở mảng hiệu ứng là mảng khó chọn nhất vì có quá nhiều chiêu mạnh được sử dụng phổ biến như là Belly Drum, Encore, Disable, Protect, Recover, vân vân. Chắc chiêu quốc dân đứng đầu tất cả là Protect, khi mà đây là chiêu bảo vệ toàn vẹn nhất cho Pokemon kể từ khi ra mắt tới bây giờ. Nhưng tôi nghĩ chiêu hiệu ứng tốt nhất của hệ này nên là Follow Me, chiêu thức dạng điều hướng, hút sát thương của đối thủ về phía mình để đồng đội an tâm tấn công. Tôi chọn chiêu này giữa một rừng chiêu hiệu ứng của hệ thường vì việc hút được sát thương là ngôi sao hy vọng rất to lớn, giúp cho các Pokemon sát thương chủ lực sống sót để kết liễu đối thủ. Còn Pokemon hút sát thương thì đa phần đều là những đứa có sức chống chịu cao, ngay cả khi hy sinh thì cũng có giá trị gây phiền phức cho đối phương. Trên đấu trường hiện tại thì chỉ có hai chiêu có khả năng hút sát thương, đó chính là Rage Powder và Follow Me. Nhưng Rage Powder không có tác dụng với các Pokemon hệ cỏ, còn Follow Me có tác dụng với toàn bộ Pokemon, giúp tạo khoảng trống cho đồng minh set up sức mạnh, set up tốc độ hoặc là kết liễu đối thủ. Nhưng theo tôi thì Follow Me trong VCC vẫn là hiệu ứng tốt nhất. Về mảng sát thương đặc biệt thì Bomb Burst và Hyper Voice là hai cái tên sáng giá đáng cân nhắc của mảng này. Cả hai đều là chiêu dạng âm thanh, trong đó thì Bomb Burst có sức mạnh là 140, tỷ lệ trúng là 100%, không có rủi ro nào. Rất hiếm có chiêu sát thương cao mà ngon ăn đến vậy, cho nên nếu trong đấu đôi, Bomb Burst có một điểm yếu, đó chính là nó không chỉ đánh lên hai đối thủ cùng lúc mà còn đánh lên đồng đội kế bên nữa. Thành ra nếu tính toán không kỹ thì đồng đội kế bên đi trước đối thủ cũng không chừng. Vì vậy mà xét theo khuôn khổ của VCC, tôi sẽ chọn Hyper Voice là chiêu sát thương đặc biệt tốt nhất của hệ này. Sát thương 90, đánh hai mục tiêu cùng lúc, lại không có rủi ro nào, quá là phù hợp cho những trận đấu có nhịp độ nhanh như là VCC. Và chiêu vật lý tốt nhất của hệ thường, phải nói là một hệ kỳ lạ như hệ thường thì chiêu sát thương tốt nhất của nó cũng kỳ lạ nốt. Trước tiên thì ta sẽ điểm qua một số chiêu vật lý hệ thường đáng chú ý như là Body Slam, Extreme Speed, Fast hay là Return. Nhưng quan trọng là hệ thường không khắc chế bất kỳ hệ nào, nên việc lựa chọn chiêu tấn công cho hệ này phải có gì đó đặc biệt lắm thì người ta mới lựa chọn. Ví dụ như Extreme Speed, sát thương 80 lại được cộng 2 điểm ưu tiên, nên nó đánh trước hầu hết tất cả các đòn đánh thông thường, ngay cả những Pokemon hỗ trợ có Frankster. Nhưng nói vậy thôi, Extreme Speed không phải là lựa chọn của tôi cho chiêu vật lý tốt nhất của hệ này, mà đó sẽ là Fake Out. Với sát thương chỉ vỏn vẹn 40 điểm mà thôi. Nghe khá ngộ lạ ha. Chiêu này có ưu tiên là cộng 3 và sẽ chỉ đánh lượt một lần trong một lượt trở ra sân đấu. Bù lại thì Pokemon trúng đòn chắc chắn sẽ bị flinch. Đúng vậy, mang tiếng là chiêu tấn công nhưng thật ra là một chiêu hỗ trợ. Hiệu ứng flinch cực kỳ quan trọng trong các trận đấu đôi, nơi mà ta có quyền vô hiệu hóa bất kỳ đối thủ tấn công hay hỗ trợ nào để tạo khoảng trống cho đồng minh kết liễu hoặc là set up sức mạnh. Chỉ có điều là chiêu này sẽ bị vô hiệu hóa bởi mấy Pokemon hệ ma thôi, còn lại thì là vô tư. Với lại chiêu này xét theo khuôn khổ VCC nên mới là tốt nhất, chứ đi game thông thường hay là đánh đơn thì cũng không đến nỗi tốt như vậy. Và thế là tôi đã đi qua hết tổng cộng 18 hệ và chọn ra chiêu thức tốt nhất trong các giải đấu của các hệ này. Và đó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi mà thôi. Theo các bạn thì chiêu tốt nhất của từng hệ là những chiêu nào? Hãy cho các nhà huấn luyện khác cùng biết bằng phần bình luận bên dưới nha. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong video tuần sau. Bye!